Xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu với cả nhà cái động cơ khí nén chuyên dùng để taro. Thì đây, cái động cơ này là chúng ta sử dụng cho máy taro bằng khí nén nhé. Đó, chúng ta taro bằng khí nén. Thì khi mà chúng ta xài một thời gian, nếu mà hư động cơ, chúng ta có thể mua cái động cơ rời như thế này. Đây, thì đối với cái phần động cơ này nè, chúng ta có thể gắn vào trong máy của mình đang có xài. Thì đối với động cơ này, nó có đặc điểm đó là lớn nhất là M12. Đây là động cơ sản xuất tại Đài Loan nhé. Thì nó taro được từ M3 đến M12. Chúng ta có thể chạy và đảo chiều ở đây nhé. Rồi, còn nếu mà chúng ta muốn lớn hơn thì chúng ta sẽ có cái đầu này. Đây, thì ở đây là máy sẽ taro được từ M3 đến M16. Đây, thì đối với cái dòng này là sản xuất ở Đài Loan mà chúng ta yên tâm về chất lượng nhé. Đây, máy được là Made in Taiwan nhé. Thì cái động cơ trục chính này nè, nó có khả năng taro từ M3 đến M16. Thì nếu mà chúng ta cần taro lớn đó, thì chúng ta lấy cái loại này từ M3 đến M16 này. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy nhỏ thì chúng ta xài cái loại này, từ M3 đến M12 là màu đen, còn cái này là từ M3 đến M16 nhé. Thì tùy theo cái nhu cầu công việc mà chúng ta có thể chọn đầu lớn hay nhỏ. Thì sau khi mà chúng ta mua về rồi á, thì chúng ta có thể mua để thay thế. Còn ngoài ra đây là những cái cô led mà chúng ta có thể mua thêm. Thì những cái cô led này cũng xài với lại cái đầu trục chính của khí nén này, hay là động cơ khí nén này. Thì đây là những cái cô led để kẹp mũi taro. Và chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cứ mua những cái cô led này đi nhé. Thì cô led này nó cũng có size từ M2 cho đến M16, rồi tới M30 cũng có. Thì chúng ta cần cái nhu cầu size bao nhiêu thì chúng ta mua cái cô led theo đúng cái yêu cầu của mình nhé. Rồi, ngoài ra thì chúng tôi còn chuyên bán các là máy taro cần khí nén cũng như là máy taro cần chạy bằng điện. Mà chúng ta có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ với lại cơ khí 24 giờ nhé. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.